buổi đêm lạnh. Chúng có thể đi kiếm ăn trong các bụi rậm xung quanh. Nhưng khi trời sáng, chúng phải quay trở về bãi lầy để giữ mát cho cơ thể. Hy vọng ở đó có đủ bùn để bao phủ lớp da nhạy cảm của chúng. Con hà mã này nhiều năm chưa nuôi được con non nào. Những con mới chào đời đều bị con đực giết ngay lập tức. Không có đủ chỗ cho một con nữa. Hà mã cũng là loài đang bị mắc kẹt ở sông Boteti. Chỉ còn một mùa hạn hán nữa thôi là chúng sẽ vĩnh viễn chôn vùi trong vũng bùn này. Đến giữa trưa, xác con ngựa vằn đã bị lũ kền kền rỉa sạch, chỉ còn trơ lại da và xương. Cơn đói khát của loài này lại là bữa tiệc của loài khác, và lũ chó rừng đã nhập cuộc. Chúng đã rời lãnh địa của mình ở trong sa mạc, nhưng giống như một cuộc chiến tranh lạnh ở nơi hoang dã, lần đối đầu này không dễ chịu chút nào. Chúng đánh nhau để giành từng miếng một. Trong lúc mấy con chó rừng kiếm ăn tại các hồ nước của sông Boteti, thì cách đó 80 km trong sa mạc, những con khác đã nghĩ ra cách để sinh tồn. Vì mùa hè không có mưa nên các đồng cỏ đều trở nên khô cằn và bụi bặm. Nhưng con vật kiên cường này có thể sống quanh năm ở đó. Nó biết ở đâu có phân voi già, ở đó có côn trùng. Để tìm được chúng, nó phải lắng nghe. Nó dựa vào âm thanh để tìm ra vị trí. Loại thức ăn này có thể cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cần thiết cho nó. Nhưng ở đây, chó rừng cũng phải cạnh tranh. Buổi sáng, bầy cầy Magut đã ra khỏi hang để tìm kiếm côn trùng bằng cách thọc những chiếc móng dài và khỏe xuống đất. Chúng vừa tìm côn trùng, vừa thay phiên nhau cảnh gác. Chúng không chia sẻ mồi cho nhau mà sẽ ăn ngay lập tức. Những kẻ sống sót trong hoang mạc khô cằn này là mối. Chúng là thức ăn ưa thích của rất nhiều loài ăn côn trùng. Các sinh vật từ thời nguyên thủy này đã xây dựng những tổ mối lớn, được tổ chức chặt chẽ ở sâu trong lòng đất. Những con mối thở ăn mọi loại thực vật, và khi cỏ khô là lúc chúng đi thu hoạch. Những người thợ mù này di chuyển khắp vùng thảo nguyên, cắt những ngọn cỏ sắc nhọn và mang về dự trữ trong hang ở dưới lòng đất. Một con nhện sói đã cố tình đào hang ngay cạnh tổ mối. Vì không nhìn thấy gì nên lũ mối không hề biết đang bị con nhện rình rập. Con nhện này đi kiếm ăn cả ngày. Nó có 8 con mắt rất phát triển, giúp lần ra dấu vết của con mồi đang di chuyển rất nhanh.
Nó cố gắng kiếm được thật nhiều mối và giấu đi, để sau đó thưởng thức chúng trong cái hang mát lạnh của mình. Nhưng lối vào hang rất hẹp. Lần này, những kẻ tiêu diệt mối tàn bạo nhất đã tìm ra lối vào tổ của chúng. Những con kiến khổng lồ đồng cỏ đang tấn công. Chúng cắn lũ mối và tiêm nọc độc làm mối tê liệt. Chúng lần lượt chui vào tổ mối và kéo ra từng cái xác. Chúng đem những con mối đã chết cứng đờ về tổ cho cả đàn ăn. Trong lúc hàng nghìn con mối vẫn đang bị giết, những con voi đực đang chậm chạp di chuyển theo những con đường vô hình dẫn đến một nguồn nước bí ẩn. Chúng khởi hành từ sông Boteti và di chuyển về hướng đông để đến vùng lòng chảo Mahadihani khô cạn. Không ai biết chúng định hướng bằng cách nào, nhưng chúng đang di chuyển đến những nơi xa xôi có nước dựa theo tấm bản đồ cổ xưa đã được khắc sâu trong trí nhớ của mình. Khi lũ voi được tìm thấy cây báo báp, chúng đến trú dưới bóng râm của những cành cây lớn. Những cây báo báp này giống như đèn hiệu trên sa mạc, và lũ voi đều kéo đến đó. Những con voi đứng ở đây tránh khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, khi nhiệt độ có thể lên đến 45 độ C. Những con vật to lớn này không có tuyến mồ hôi nên cơ thể chúng rất dễ bị tăng nhiệt. Vẫy tai là cách hữu hiệu nhất giúp chúng hạ thân nhiệt. Làn gió nhẹ được tạo ra sẽ làm mát dòng máu chảy qua hàng nghìn mao mạch ngay gần bề mặt da. Trên các đồng cỏ xa xôi, những cơn mưa mùa hè cuối cùng đã xuất hiện. Nhưng tại dòng sông Boteti cách đó hàng nghìn km, bầu trời vẫn không có một bóng mây. Nhưng mùi của cơn mưa đã ngập tràn khắp nơi. Một con đường để thoát khỏi dòng sông Boteti khô hạn đã được mở ra, và lũ ngựa vằn lập tức đến đó. Với con ngựa đang mang thai này, đây là cơ hội cuối cùng trước khi nó sinh con. Cuối cùng nó sẽ quay trở về dòng sông Boteti, nhưng hiện tại đó không phải là điều đáng để suy nghĩ. Trong chuyến đi này, có thể chúng sẽ không được ăn, uống hay nghỉ ngơi, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng ở cuối con đường. Tất cả các đàn ngựa vằn đã đến được vùng đồng cỏ. Chúng có thể sống ở đây trong vài tháng để lấy lại sức. Đối với con ngựa sắp sinh, những ngọn cỏ mới giống như quà tặng của các vị thần. Và cuối cùng, nó đã đẻ con. Những đồng cỏ tươi tốt rất cần thiết để giúp nó có sữa, vì ngựa con mới sinh hầu như chỉ toàn bú mẹ. Những ngày đầu tiên sau khi ra đời, ngựa mẹ sẽ tách con non ra khỏi đàn để giúp nó làm quen với mùi và những dọc vằn của mẹ.
Ngựa con mới sinh rất khỏe mạnh, và chỉ trong vòng một tiếng nó đã đi theo mẹ mình. Khi được 3 tháng, nó sẽ bắt đầu uống nước và ăn cỏ. Những kẻ xâm nhập không được chấp nhận. Con ngựa vằn mẹ xua đuổi tất cả những con ngựa non bị lạc. Nó phải trông chừng những con non của mình thật cẩn thận. Nếu bị lạc ở đây thì vô cùng rắc rối. Sau nhiều tuần sống trên vùng đồng cỏ Mahadi Hani, con ngựa con theo mẹ cùng cả đàn đi khắp nơi, từ đồng cỏ đến hồ nước. Cuộc sống của lũ chó rừng giờ cũng dễ chịu hơn, nhưng hồ nước này chỉ là tạm thời. Chó rừng biết chúng phải tận dụng mùa hè này. Bám theo lũ sư tử là ưu tiên số 1 của chúng. Trong khi đó, con ngựa vằn mẹ đã mất cảnh giác. Chó rừng bám sát theo chân sư tử. Nếu con ngựa vằn con không đi cùng đàn, nó sẽ không thể sống sót. Bắt kịp đàn là hy vọng duy nhất của nó. Trên đồng cỏ, chó rừng cũng sống theo đàn. Các cặp chó rừng sống với nhau từ suốt đời. Các cặp chó rừng sống với nhau suốt đời, và mùa hè nào chúng cũng đẻ con. Khi những cơn mưa mang đến rất nhiều thức ăn và côn trùng, lũ chó con đã đủ lớn để tự đi tìm thức ăn. Mặc dù chúng vẫn phải học cách phân biệt loài nào thì ăn được, còn loài nào sẽ tấn công nó. Lũ chó con sẽ sớm theo bố mẹ đi tìm xác động vật thối rữa. Nhưng khoảng một tháng nữa, chuyện này mới diễn ra. Hiện giờ chúng vẫn ở trong hang tận hưởng sự chăm sóc ân cần của con mẹ. Trong quãng thời gian còn lại của mùa hè, vòng quay cuộc sống vẫn tiếp diễn trên các đồng cỏ xanh tươi của Mahadi Hani. Các đàn thú tận hưởng những ngày được thỏa thích gặm cỏ. Những con ngựa được đánh nhau để tranh giành con cái. Và con ngựa con cô độc bám theo đàn đang lấy lại được sức mạnh. Nhưng những cơn mưa cuối cùng cũng qua đi, và mây cũng tan hết. Đồng cỏ đang dần khô héo, để lại những vùng đất trơ trụi toàn cát bụi.
các hồ nước không được những cơn mưa tưới tắm đang bắt đầu khô cạn. Đã đến lúc lũ ngựa vằn phải rời cõi khắc đồng cỏ. Sống ở đây không còn là lựa chọn khôn ngoan, vì chẳng còn gì cho chúng ăn hay uống cả. Hành trình dài 28 km quay trở về các vũng nước và dòng sông Bơ Ti Ti khô hạn sẽ vô cùng mệt mỏi. Với con ngựa con đơn độc này, đây sẽ là một chuyến đi khó khăn nhất trong đời. Có mấy con ngựa con nhỏ hơn, nhưng ít nhất chúng vẫn có mẹ ở bên. Nhưng những con khác đã bị tụt lại đằng sau. Trong cái nóng như thiêu như đốt, những con ngựa vằn đã đến được rìa cõi đồng cỏ mùa hè khô héo. Chúng nán lại càng lâu thì càng nhanh bị mất nước. Hiện giờ, sự sống còn của chúng phụ thuộc vào việc có thể nhanh chóng đến sông Bơ Ti Ti và ở đó còn có nước hay không. Khi đi được một nửa chặng đường, chúng may mắn dừng chân tại một vũng nước mưa cuối cùng còn sót lại. Nhưng trong lúc uống nước, chúng vẫn cảnh giác. Sư tử thường chờ sẵn quanh chỗ có nước. Chúng cần phải uống nước thật nhanh và lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng, đàn ngựa vằn mệt mỏi và đầy thương tích đầu tiên đã trở về dòng sông Bơ Ti Ti. Chúng đi xuống lòng sông, nơi lẽ ra phải có nước chảy qua. Nhưng chúng chỉ nhìn thấy những con hà mã đang tuyệt vọng. Con ngựa vằn con đã hoàn thành xong chuyến đi. Nó đã trải qua bài kiểm tra sinh tồn khó khăn nhất. Và những con ngựa bé nhất được sinh ra vào cuối mùa hè cũng may mắn sống sót. Đây là năm thứ 20 liên tiếp, dòng sông vẫn tiếp tục khô hạn. Nhưng có một điều mà những con vật này không biết. Ngược lên phía thượng nguồn một chút, một dòng nước đang chảy qua vùng cát nóng. Nó mang đến những vị khách mới, những con cá nhỏ bơi ở phía đầu cơn lũ. Dòng nước chảy nhanh dần. Chỉ sau vài tiếng, dòng nước chảy qua phần thượng nguồn sông Bơ Ti Ti. Dòng lũ lớn chảy qua 1.120 km từ phía bắc, thì một trận mưa lớn bất thường trút xuống các dãy núi của nước láng giềng Angola. Dòng nước khiến châu thổ sông Okavango hứng chịu trận lũ cao kỷ lục trong 30 năm qua. Trong nhiều tháng, dòng nước này đã chảy qua các sườn dốc của sa mạc, tưới tắm cho vùng châu thổ và tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khi đàn voi và đàn ngựa vằn quay trở về dòng sông Bơ Ti Ti khô hạn, những cơn mưa từ nơi xa xôi này sẽ giúp chúng sống sót. Lần đầu tiên sau 20 năm, dòng sông Bơ Ti Ti bắt đầu chảy.